Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, sau khi ký thông qua dự luật nâng mức trần nợ công của Mỹ ngày 2 tháng 8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc các nghị sĩ lưỡng đảng tập trung hơn nữa vào quá trình hồi phục nền kinh tế đất nước với các biện pháp ưu tiên là tạo công ăn việc làm, tăng lương và tăng trưởng tốt hơn. Trong khi đó, các tổ chức tài chính và tín dụng quốc tế đã có những phản ứng đầu tiên liên quan đến quyết định này. Ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nâng mức trần nợ công, phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã một lần nữa kêu gọi sự hợp tác thực chất hơn nữa của lưỡng đảng trong tiến trình khôi phục nền kinh tế đất nước. Việc thông qua dự luật nâng mức trần nợ chỉ là bước đi đầu tiên trên con đường dài của tiến trình phục hồi kinh tế. Trong thời gian tới, chúng ta vẫn phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm cải thiện vai trò đầu tàu của nền kinh tế thế giới, mà trọng tâm là tạo công ăn việc làm, đảm bảo cuộc sống người dân và tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, tôi kêu gọi cả hai đảng cần phải thể hiện trọng trách cao hơn cho mọi quyết sách quan trọng của đất nước khi cần. Trong khi đó, các tổ chức tài chính tín dụng quốc tế đã hoan nghênh quyết định kịp thời của Quốc hội Mỹ tránh cho nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng thứ hai. Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bà Christine Lagarde cho rằng thế giới có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi cả hai đảng đạt được thỏa thuận vào phút chót. Trước hết, việc đạt được thỏa thuận nâng mức trần nợ đã giúp nền kinh tế Mỹ thoát khỏi nguy cơ bị đổ vỡ nghiêm trọng, củng cố tín dụng tài chính của đất nước và loại bỏ những bất ổn lớn trên thị trường. Và sau đó là nền kinh tế toàn cầu, vốn đang phục hồi chưa rõ ràng, sẽ tránh được nguy cơ suy yếu sâu hơn. Cũng theo vị nữ giám đốc thể chế tài chính lớn nhất thế giới này, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ cần có kế hoạch tài chính chung và dài hạn ổn định hơn với những mục tiêu cụ thể về tâm hồn ngân sách và nợ công. Cũng ngay sau khi Tổng thống Obama ký thông qua luật nâng mức trần nợ, các cơ quan đánh giá tín dụng trên thế giới đã quyết định giữ nguyên chỉ số xếp hạng tín dụng cho Mỹ. Hãng xếp hạng tín dụng Moody's đã giữ nguyên mức đánh giá tín dụng của Mỹ là 3A lớn. Tuy nhiên, Moody's vẫn cảnh báo về viễn cảnh tiêu cực và cho biết có thể đánh tụt hạng tín dụng của Mỹ nếu các quy định về ngân sách không được tuân thủ hoặc tăng trưởng kinh tế của nước này bị giảm mạnh. Cùng quan điểm này, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch cũng giữ nguyên chỉ số tín dụng 3A lớn đối với Mỹ. Tuy nhiên, Fitch cho rằng sẽ tiếp tục đánh giá việc quản lý thâm hụt ngân sách dài hạn có đảm bảo tăng trưởng kinh tế hay không. Giới phân tích thì cho rằng nước Mỹ sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ thực sự vào năm 2020 khi các khoản chi cho chăm sóc y tế và lương hưu sẽ tăng mạnh trong bối cảnh dân số nước này đang lão hóa. Trong khi đó, việc tăng chi tiêu chính phủ nhờ nguồn thu từ tăng thuế đối với những người giàu hay các doanh nghiệp giàu có ở Mỹ lại luôn là cuộc tranh cãi nảy lửa của cả hai đảng. Ngày 3 tháng 8, hãng thông tấn AFP đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq ông Hossein Zebari cho biết, các lãnh đạo chính trị Iraq đã cho phép chính phủ tiến hành các cuộc thương lượng với Mỹ về vấn đề quân đội Mỹ giúp huấn luyện và trang bị vũ trang cho các lực lượng quân sự của Iraq, đồng nghĩa với việc gia hạn sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất nước Iraq sau thời hạn mà Mỹ phải rút quân hoàn toàn là cuối năm 2011. Sau cuộc họp kín giữa các lãnh đạo Iraq, trong đó có cả Thủ tướng Nouri al-Maliki, Ngoại trưởng Zebari đã tuyên bố quyết định nói trên. Khối chính trị đã nhất trí cho phép chính phủ Iraq bắt đầu đàm phán với bên Mỹ, nhưng chỉ trên vấn đề huấn luyện và trang bị vũ khí cho quân đội Iraq. Ông Zebari cũng cho biết thêm, tuyên bố trên được đưa ra với mục đích chính thức cho phép chính phủ tiến hành thương lượng. Quyết định này được đưa ra sau chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Hamilton tới Iraq. Cũng trong chuyến thăm này, ông Mullen nhấn mạnh quân đội Mỹ cần một quyết định ngay lập tức. Ông cho rằng quân đội Mỹ sẽ không có lúc nào cân nhắc việc huấn luyện thuận lợi hơn lúc này. Ông còn nói thêm rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai bên cũng đòi hỏi việc Quốc hội Iraq phải thông qua luật cho phép binh lính Mỹ đóng quân tại Iraq được hưởng quyền miễn truy tố. Hiện vẫn còn 47.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq. Tất cả số binh sĩ này sẽ được rút khỏi quốc gia vùng vịnh vào cuối năm nay, theo một hiệp ước an ninh song phương được Mỹ và Iraq ký hồi năm 2008. Bất chấp việc Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật nâng mức trần nợ công, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới chốt phiên ngày 2 tháng 8 vẫn tiếp tục giảm, khi các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lo ngại về tình hình kinh tế của quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới này. Tại thị trường New York, Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 năm 2011 giảm 1,10 đô la Mỹ một thùng, tương đương 1,16%, xuống còn 93,79 đô la Mỹ một thùng.
Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent miền Bắc giao cùng thời điểm cũng giảm 35 sen xuống còn 116,46 đô la Mỹ một thùng. Các chuyên gia phân tích cho rằng nguyên nhân khiến giá dầu trên thị trường thế giới giảm là do tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư đối với sự tăng trưởng yếu kém của nền kinh tế Mỹ. Theo các số liệu thống kê công bố mới đây, nhu cầu sử dụng năng lượng của người dân Mỹ trong tháng 6 năm 2011 đã giảm 0,2% sau khi tăng nhẹ 0,1% trong tháng trước đó. Điều này là một bằng chứng cụ thể cho thấy sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Mỹ. Thêm vào đó, các số liệu cũng cho thấy tình hình sản xuất yếu kém ở cả khu vực châu Âu và Trung Quốc, gây thêm lo ngại cho các nhà đầu tư dầu mỏ. Trái ngược với giá dầu, giá vàng thế giới đã lập đỉnh cao mới. Tại thị trường New York, giá vàng chốt phiên ngày 2 tháng 8 ở mức 1.641,8 đô la Mỹ một ounce, tăng khá mạnh so với mức giá 1.619 đô la Mỹ một ounce một ngày trước đó. Trong khi giá vàng giao tháng 12 năm 2011 đã tăng 22,8 đô la Mỹ, tương đương 1,4% lên mức 1.644,5 đô la Mỹ một ounce. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Ngày 3 tháng 8, nhà sản xuất xe hơi hàng đầu Nhật Bản Toyota thông báo đã vượt qua Chrysler, một trong những hãng xe lớn của Mỹ, để vươn lên vị trí thứ 3 về doanh số bán xe ở thị trường rộng lớn này trong tháng 7. Trong khi đó, các hãng xe hơi tên tuổi của Mỹ cũng thông báo tăng về số lượng xe được bán ra, bất chấp những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công ở quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Hãng Toyota cho biết, chỉ trong tháng 7, Toyota đã bán được 130.802 chiếc xe ở thị trường Mỹ, tăng 18% so với tháng trước đó. Mặc dù số lượng xe bán ra vẫn thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, con số này đã giúp Toyota vượt Chrysler để đứng vị trí thứ 3 về doanh số bán xe tại Mỹ trong tháng 7. Trước đó, tại thị trường màu mỡ này, Toyota đứng đầu về doanh số bán xe cho đến khi bị General Motors đánh bật khỏi vị trí thứ nhất hồi tháng 3, thời điểm xảy ra thảm họa động đất sóng thần kinh hoàng ở đất nước mặt trời mọc. Tuy nhiên, thời điểm này, trước các nỗ lực phục hồi nền kinh tế của chính phủ Nhật Bản, Toyota đã nâng mức dự báo lợi nhuận ròng của mình lên 39% trong toàn năm 2011. Trong khi đó, ba hãng xe hơi tên tuổi của Mỹ gồm General Motors, Ford và Chrysler của Mỹ cũng thông báo tăng doanh thu trong tháng 7 vừa qua, bất chấp những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công ở nước này. Hiện General Motors vẫn giữ vững danh hiệu nhà sản xuất xe hơi số 1 ở Mỹ khi bán được 214.915 chiếc chỉ trong tháng 7, tăng 7,8% so với tháng 7 năm 2010. Các dòng xe bán chạy nhất của hãng vẫn là dòng thể thao Chevrolet Cruze. Trong khi đó, Ford đứng ở vị trí thứ hai khi bán được 180.865 chiếc, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ford là hãng xe duy nhất trong số ba nhà sản xuất xe lớn, không đòi hỏi tiền trợ cấp tài chính của chính phủ Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 cho đến thời kỳ suy thoái kinh tế kế tiếp ở Mỹ hiện nay. Còn Chrysler hiện đứng vị trí thứ tư sau Toyota của Nhật Bản, bán được 112.026 chiếc, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu tăng mạnh của Jeep, nhãn hiệu xe nổi tiếng của hãng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.